Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ông kính phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Y án 2 năm tù hai đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nhóm người giết khỉ đăng lên Facebook đang đối mặt với nguy cơ bị xử phạt nặng. Xét xử vụ án ngân hàng Đông Á, cảnh giác lừa đảo tài khoản ngân hàng qua dịch vụ Google Maps là những thông tin sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong bản tin trước ông kính hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 11. Mời quý vị theo dõi. quý vị, gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm quy tắc xử sự xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất ổn định trật tự xã hội. Từ những mâu thuẫn nhỏ chưa được giải quyết dứt điểm hoặc do mâu thuẫn bộc phát tức thời trong sinh hoạt giao tiếp mà nhiều đối tượng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người xung quanh, để rồi tự đẩy mình vào con đường tù tội. Bản án 2 năm tù giam do Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt đối với hai đối tượng gây rối trật tự công cộng là Thái Hoài Thương, 20 tuổi, quê ở Tây Ninh, trú tại tỉnh Long An và Đỗ Văn Bảo, 24 tuổi, quê ở An Giang vào hôm qua 26 tháng 11 là minh chứng cụ thể nhất. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, chiều ngày 30 tháng 4, các ông Trần Văn Thắng, Trần Văn Bốn và Trần Khải Khoa chạy 3 xe gắn máy đến dốc Nginh Phong, phường 2, thành phố Vũng Tàu để đón người nhà đi tắm biển về. Khi đến đây, ba người này dựng xe máy cách bãi giữ xe không phép do Thái Hoài Thương và Đỗ Văn Bảo làm nhân viên khoảng 15 mét. Thấy Bảo tự ý dắt một chiếc xe vào bãi của mình. Ông Thắng đến kéo lại và nói rằng mình không gửi xe mà chỉ đứng đợi người nhà. Sau vài lời qua lại, Bảo đã dùng gậy đánh bóng chày bằng kim loại đuổi ông Thắng, khiến ông phải chạy vào trụ sở công an phường 2 thoát nạn. Thấy bạn mình bị đánh, hai người đi cùng đến can ngăn thì liền bị Bảo thương và hai người không rõ lai lịch đuổi đánh, gây náo loạn cả tuyến đường Thụy Vân và làm xấu hình ảnh du lịch Vũng Tàu. Tại phiên sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tuyên phạt thương và báo mỗi đối tượng 2 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, hai bị cáo đã kháng cáo lên tòa án dân tỉnh để xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, xét thấy hai bị cáo này không có tình tiết để giảm nhẹ hình phạt, nên tòa phúc thẩm tòa án dân tỉnh đã tuyên y án sơ thẩm. Quý vị, sau khi đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người giết khỉ và ăn ốc phát trên mạng xã hội Facebook, cộng đồng mạng đều bày tỏ phẫn nộ với hành vi dã man này. Ngay lập tức, cơ quan chức năng huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc và xác định 5 người liên quan. Chiều qua 26 tháng 11, công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập được hai trong số 5 người đàn ông tham gia giết khỉ để ăn thịt, rồi đăng lên Facebook gây xôn xao dư luận. Hai người bị công an triệu tập gồm. Phan Hợi, 35 tuổi, người đăng video lên Facebook và anh Thái Văn Sáng, 41 tuổi, chủ ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Tại cơ quan công an, Phan Hợi khai nhận vào tối 16 tháng 11, khi đi trên đường mòn Hồ Chí Minh thì bất ngờ nhặt được một bao tải lớn bên đường. Qua kiểm tra, Hợi thấy đó là một con khỉ còn sống nên liền đưa về nhà anh Thái Văn Sáng để giết ăn thịt. Anh Thái Văn Sáng sau đó rủ thêm ba người hàng xóm khác đến cùng giết khỉ và ăn sống ốc rồi uống rượu. Nhóm người này sau đó nấu toàn bộ thịt khỉ để ăn, uống rượu. Anh Hợi quay lại video cảnh giết khỉ, ăn ốc khỉ rồi đăng lên Facebook. Ba người khác cùng tham gia ăn thịt khỉ gồm ông Thái Đình Quy, ông Thái Quang và anh Đặng Văn Biên đang đi rừng nên cơ quan công an sẽ mời đến làm việc sau để làm rõ sự việc. Vào sáng nay 27 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án làm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Trong vụ án ngân hàng Đông Á, bị cáo Trần Phương Bình sinh năm 1959, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Trần Kim Xuyến, sinh năm 1958, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, bị truy tố về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Phạm Văn Phước, sinh năm 1962, nguyên giám đốc công ty cổ phần lương thực Nam Định, bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là phiên tòa thứ hai mà bị cáo Phan Văn Anh Vũ hầu tòa. Trước đó, Phan Văn Anh Vũ đã bị Tòa án Dân thành phố Hà Nội xử phạt 9 năm tù giam về tội cố ý lộ bí mật nhà nước. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 12. dịch vụ bản đồ trực tuyến của Google Google Maps cho phép người dùng gửi thay đổi và chỉnh sửa các địa điểm vị trí được ghi trên bản đồ. Vì thế những kẻ lừa đảo đã thay đổi chi tiết liên lạc của các ngân hàng trên ứng dụng này. Đây chính là thủ đoạn không ngờ tới của bọn tội phạm nhằm cụm hết tiền của nạn nhân có tài khoản trong ngân hàng. Lợi dụng những kẻ hở trong dịch vụ Google Maps, bọn tội phạm công nghệ cao của Ấn Độ đã thay đổi các thông tin liên lạc của một số ngân hàng trên ứng dụng này. Nhiều khách hàng tại Ấn Độ khi liên lạc với ngân hàng thông qua chính thông tin liên lạc đó đã không nghi ngờ gì khi trả lời. Từ đó, bọn tội phạm nắm được thông tin ngân hàng riêng tư của từng nạn nhân và dùng nó để rút tiền. Cảnh sát ở Maharashtra, Ấn Độ vừa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo này sau khi phát hiện nhiều vụ tương tự hồi tháng trước. Hiện hình thức lừa đảo trên chỉ mới bị phát hiện ở Ấn Độ, song trong thế giới phẳng như hiện nay thì không dám chắc nó sẽ không xuất hiện tại Việt Nam. Bởi không gian mạng là không gian kết nối vô hạn, gần như không bị giới hạn về vị trí địa lý quốc gia. Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo rằng thông tin trên Google Maps không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Vì thế, để tránh là nạn nhân của bọn tội phạm này, người dùng Google Maps không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ số điện thoại nào hiển thị trên mạng là số điện thoại ngân hàng của bạn mà hãy tìm kiếm trang web của ngân hàng để lấy số điện thoại hoặc tìm những số điện thoại đã được in trên mặt thẻ ngân hàng của mình. Đến đây, bản tin trước ông Kính do Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ông Kính brt.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.